Vâng, em Việt xin lời chào đến các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh YouTube về xe chất. Ngày hôm nay thì em Việt lại mang đến cho các bác chúng ta với một mẫu xe 5 chỗ gầm cao nhập khẩu vô cùng chất lượng đến từ thương hiệu Kia của Hàn Quốc. Một chiếc xe mà các bác có thể thấy là nó cũng khá hiếm so với những đối thủ như là Hyundai Tucson hay là Honda CR-V hoặc là Mazda CX-5. Thì để có thể thấy một chiếc Kia Sportage nhập khẩu lăn bánh ở trên đường thế hệ 2015 thì chúng ta thấy là nó cũng khá hiếm gặp. Bởi cái mức giá ban đầu để có thể sở hữu cho mình được chiếc xe có thiết kế hiện đại và trang bị vô vàn công nghệ và tính năng như này thì chúng ta phải bỏ ra con số lên tới hơn 1 tỷ. Tuy nhiên thì ngày hôm nay với một cái mức giá có thể nói là rất êm, chỉ ngang ngửa với cả những chiếc Toyota Vios thôi, nhưng các anh chị đã có thể sở hữu cho mình được một chiếc xe 5 chỗ gầm cao mà đặc biệt là chủ nhân cũ của chiếc xe này phải nói là quá giữ gìn. Và các bác có tin được hay không khi một chiếc xe sản xuất năm 2015 mà đến bây giờ sơn zin nguyên bản của nó còn lên tới hơn 90%. Và tất cả tình trạng của chiếc xe này em Việt cam kết với các bác là một lỗi nhỏ thôi, em hoàn tiền cho các chị chúng ta 100%, không phải nói nhiều. Bao zin toàn tập cho các chị từ A đến Z với chiếc xe này các chị nhá. Vậy thì với một mẫu xe mà có ngôn ngữ thiết kế đẹp và chất lượng như này thì liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra để sở hữu cho mình em nó hay không? Thì ngay bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta hãy cùng dành ít phút để đánh giá tổng thể về chiếc Kia Sportage bản GT Line cao cấp nhất sản xuất năm 2015, phiên bản được trang bị khối động cơ 2.0 máy xăng. Mà khi mới thì em nhớ là chiếc xe này các bác phải bỏ ra một con số nó lên tới khoảng 1 tỷ 2 để lăn bánh lò trên đường. Còn ngày hôm nay thì chỉ với một nửa số tiền trên thôi, nhưng mà thực sự là nó xứng đáng. Vâng, nó xứng đáng các chị ạ. Vậy thì đầu tiên các anh chị chúng ta thể đi ngay giúp em vào cái phần đầu của chiếc xe này. Thì có lẽ là ở đời 2015-2016 thì chắc không cái chiếc xe 5 chỗ gầm cao nào mà có cái thiết kế nó hiện đại, trẻ trung như là chiếc xe này. Đầu tiên thì chúng ta thể đi ngay giúp em vào cái phần đèn pha nhá. Thì các bác thể thấy nó chia làm 2 tầng. Hệ thống đèn pha chính thì nó được trang bị với bóng đèn bi projector này, kết hợp với một cái đèn LED định vị ban ngày. Và các anh chị nhìn giúp em theo thời gian, nhưng mà đây, đó, các bác thấy nó mới chưa? Kể cả những cái đường mép đèn này không một khe hở luôn. Và kể cả đây các bác nhìn ra phía trên này cũng vậy nhá. Hay là những đường cản giữa phần thân xe và phần cản trước, các bác nhìn này, nó đều thẳng tăm tắp. Vâng, nguyên bản hết nhá, không một tí sơn bả luôn. Ngoài ra xe được trang bị rửa đèn pha. Đặc biệt là chúng ta sẽ thấy là cái cụm đèn gầm của chiếc xe này thì nó được trang bị tới 4 bóng đèn bi LED siêu sáng. Và xung quanh đó là các chi tiết nhựa bóng piano, thiết kế cực kỳ đẹp mắt. Và các anh chị nhìn ra một cái điểm nữa này, đó là xung quanh cái vòm cua lốp này. Đây các bác nhìn giúp em này, các bác thấy là không một tí sơn nào nhé. Và thực sự là chiếc xe được chủ nhân cũ đi rất giữ gìn. Xe này thì của một bác lãnh đạo chi cục thuế thành phố Hải Dương, mua từ mới nhá, một chủ duy nhất từ đầu, lăn bánh chuẩn 8,4 vạn. Nhưng mà chiếc xe này thì phải nói là hàng tuyển với đồ đẹp các chị ạ. Mặt ca lăng thì các bác thấy là chúng ta có hình mũi hổ đặc trưng của thương hiệu Kia với viền chrome để chạm, và đương nhiên là sẽ có cảm biến cảnh báo va chạm phía trước và phía sau xe. Và tiếp tục thì các anh chị chúng ta nhìn cho em là kể cả những cái đường mép ở cabo này, đấy, nó đều phẳng tắp tắp luôn, không một khe hở nhá. Và đèn pha bên phía lái này, các anh chị cũng thể quan sát cho em. Đó, đây, tiếp tục quay cho các anh chị chúng ta cái đường mép này. Đấy, các bác nhìn cho em này, kể cả cái phần đèn này, các anh chị thấy nó tuyệt vời chưa? Xe được trang bị bộ la răng thể thao lên tới 19 inch, la răng phay, thiết kế rất đẹp mắt. Đấy, con này thì cả dàn lốp mít mới nhá. Và anh chị nhìn giúp em cụ phanh này, bác chủ là chỉ có đi trong phố thôi, nên các bác nhìn giúp em cụ phanh nó trắng phau phau, ít đi đường trường, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta còn có xi nhan được tích hợp trên gương chiếu hậu. Và gương chiếu hậu của xe các bác thấy là nó có 2 tông màu. Đấy, thiết kế cực kỳ đẹp mắt, đúng không ạ? Đấy, tay nắm cửa thì chúng ta có cảm biến khóa mở nhá, bật cửa lên xuống. Và toàn bộ viền cửa kính thì chúng ta thấy là đều có những thanh nẹp chrome, đấy, giúp cho ngoại hình của xe thêm một chút phần sang trọng. Và các anh chị có thể gắm chọn cho em cái ngoại hình của chiếc Kia Sportage ở thế hệ 2015 này. Và một chiếc xe phải nói là đi trước thời đại, đúng không ạ? Với một ngôn ngữ thiết kế mà đến thời điểm bây giờ chúng ta thấy là nó vẫn còn rất đẹp và rất trẻ trung, thể thao, đúng không ạ? Tiếp tục về phần đuôi phía sau thì các anh chị có thể thấy đó là nổi bật, chúng ta có một cái đuôi gió cỡ lớn tích hợp đèn phanh trên cao. Và cái phần đèn hậu phía sau các bác có thể thấy nó cũng thiết kế rất là rực rỡ với những cái viền LED này. Đấy, rất rực rỡ luôn các chị nhá. Đấy, và các chị chúng ta cũng lại quan sát cho em những cái viền đường viền này, nó cực kỳ liền lạc này, kể cả vòm cua lốp nhá. Được chưa ạ?
Đấy, đây có mỗi một tí này sực sát thôi các bác này, không tránh khỏi. Đấy, nhưng mà tổng thể thì các bác có thể thấy là con này nó quá đẹp đúng không ạ? Cảm biến cảnh báo và chạm phía sau. Đấy. Và các anh chị có thể ngắm chọn phần đuôi của chiếc Kia Sportage nhập khẩu giúp em nhé. Một cái màu nâu, thiết kế rất đẹp mắt. Đấy, bản này là bản cao cấp nhất, chúng ta sẽ có cái logo GT Line ở đây này. Đấy, và đèn đây. Các anh chị nhìn đi. Siêu đẹp luôn nhá. Đấy, quay cho các anh chị rất là kỹ chiếc xe này để các bác chúng ta thấy là nó đáng tiền. Vâng, nó đáng tiền để các anh chị chúng ta bỏ ra. Đấy, vậy thì đặc biệt nữa là chiếc xe này thì trang bị rất là nhiều option. Đấy, chúng ta có cốp điện nhá, chỉ bằng một nút bấm thôi. Đấy, thì các bác thấy là cốp nó sẽ mở ra như này. Rất êm. Và với chiếc xe này chúng ta vẫn có một cái không gian cốp phía sau thực sự rất là rộng để các anh chị chúng ta có thể tha hồ mang theo vali hành lý trong cái chuyến đi của mình. Đấy, và đây các anh chị ta nhìn với em này. Độ zin của nó này. Từ cái vệ đinh tán này. Đấy, từ con ốc này. Đây, bên này nữa nhá. Đấy, và các anh chị quan sát cho em cả bên này này. Đó, rất đẹp luôn. Ở phía này chúng ta có cái loa này. Đấy, và các bác nhìn này, chủ nhân cũ bỏ cái này ra thì gần như mới tinh này, cái lỉ của nó này. Không tí bám bẩn nữa luôn. Phía dưới là chúng ta sẽ có lốp dự phòng nhá, và đồ đạc kích thay thế này. Đó, và chủ nhân cũ dán cái cách âm 3M rồi, giúp giảm thiểu cái tiếng ồn. Được chưa? Đấy, và đóng cốp thì các bác thấy là chỉ bằng một nút bấm thôi. Đây. Đấy, thì cốp nó sẽ tự động đóng lại cho các anh chị. Rất êm đúng không ạ? Vâng, và thì tổng thể ngoại thất của xe này thì phải nói luôn là chắc không chê đâu được các bạn. Vâng. Đấy, các anh chị chúng ta tìm một chiếc xe 2015 mà nó còn đẹp như này thì chắc là hiếm đúng không ạ? Chắc là hiếm. Một chiếc xe thực sự là có ngoại hình khá là bắt mắt. Và bây giờ thì để giúp các anh chị chúng ta đánh giá chất lượng chiếc xe kỹ lưỡng hơn nhá, thì em mời các bác chúng ta mở cửa và đi vào cái không gian nội thất bên trong của xe xem tình trạng nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng, ok không ạ? Vâng, không chỉ có một cái ngoại hình bắt mắt mà có lẽ là so với những cái mẫu xe trong cùng phân khúc cùng đời thì chiếc Kia Sportage thực sự xứng đáng được mệnh danh là ông vua công nghệ. Các bác có thấy nó không thiếu một tính năng gì luôn. Đầu tiên thì các bác có thể thấy nổi bật đó chính là một cái vô lăng vắt đáy với logo GT Line, phiên bản thể thao. Ngoài ra thì trên vô lăng các bác có thể thấy là tích hợp rất là nhiều những phím bấm nhá. Chúng ta có nghe thoại rảnh tay này, tăng giảm âm lượng này. Bên này các chúng ta có tính năng ga tự động cruise control, lẫy chuyển số tay, đèn auto và gạt mưa auto. Đấy, xe chạy chuẩn 8.4 nhá, sai km tặng xe luôn. Và các bác thấy là tem mác vẫn còn đầy đủ đây. Được chưa? À, ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái màn hình Android này, chủ nhân cũ nâng cấp lên cho các anh chị rồi này. Camera hành trình cũng có luôn nhá. À, khu vực này thì các bác có thể thấy là hệ thống điều hòa của xe thì nó là hai vùng độc lập, có tính năng là không khí clean air. Và các bác nhìn xem cái chi tiết nó còn mới, kính cong luôn, tem mác này. Đấy. Các bác có thể thấy là xe còn được trang bị sưởi và làm mát hai ghế trước nhá. Tính năng sạc không dây này. Đấy, cổng cắm sạc USB và tai nghe ở phía bên trong. À, khu vực cần số thì đây các bác thấy là bọc da cao cấp. Đó, phanh tay điện tử có, auto hold có nhá, hỗ trợ đổ đèo này. Đấy, ngoài ra xe được trang bị chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu eco và sport thể thao. Được chưa ạ? À, gương chiếu hậu chống chói chỉnh điện này. Và đây các chị nhìn cho em cái chân nỉ đen của nó còn mới kính cong luôn. Đặc biệt là chúng ta còn có một cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đấy, để các bác có thể cắm trọn bầu trời trong những chuyến đi của mình. Và phải nói là một chiếc xe nó quá nhiều công nghệ tính năng đúng không ạ? Đấy, và các chị ra nhìn cho em cái ghế da của nó, form thể thao này. Đấy, với hai tông màu nhá. Và đây chúng ta có những đường viền màu cam này tạo điểm nhấn này. Đấy, rất đẹp. Đấy, ở giữa lục lỗ thông hơi. Đấy, có sưởi làm mát, rất là xịn sò cao cấp. Ngoài ra thì các bác có thể thấy là xe được trang bị hai ghế trước điều chỉnh điện. Được chưa? Đấy, đều được chỉnh điện nhá, các chi tiết má ghế này. Xe chạy chuẩn 8 vạn, các bác thấy ghế da zin nó đẹp như này. Ở đây các anh chị ta còn có cảnh báo điểm mù trên gương này, cân bằng từ chống trượt này. Đấy, mở cốp điện. Xe thì full lịch sử bảo dưỡng rồi. Các anh chị ta mua này về thì cực kỳ yên tâm. Và các bác có thể thấy độ zin của nó này, từ cái bản lề đây, em quay kỹ nhá. Chưa? Đấy, xe được trang bị một kính auto này, các chi tiết các bác nhìn giúp em. Đấy, chi tiết nhựa bóng piano này, không một vết xước sát luôn. Phải nói là chiếc xe được thực sự là được chủ nhân cũ đi quá giữ luôn các bạn, bằng quá giữ gìn luôn. Đó. Và tiếp tục thì các bác nhìn xem cái chi tiết bản lề bên này nhá. Từ cái móc khóa này, từ cái tem mác này. Đây, các bác quan sát giúp em đi. Vâng. Thực sự là quá mới luôn. Và tiếp tục kể cả cái hàng ghế thứ hai thì các anh chị chúng ta có thể nhìn thấy độ đẹp của nó này. Gần như là bác chủ là chỉ có đi sử dụng hàng ghế trước thôi. Các bác nhìn hàng ghế sau này, từ cái má ghế này căng đét luôn. Ghế da zin nguyên bản mà nó đẹp long lanh như này. Đấy, kể cả tựa lưng ghế các chị nhìn cho em nhá. Hay là cái túi này, người ta không đi người ta không để lại vết xước sát gì luôn. Phía sau này chúng ta có cửa gió điều hòa này, viền chrome này, hai cổng cắm sạc nhá. Đấy, các bác nhìn cho em nó đẹp. Không tì vết các bạn. Chân này, hàng hiếm luôn. Đấy, chân nỉ đen. Và các bác thấy là cái khả năng cái âm của chiếc xe này cũng rất là tốt. Và chi tiết bản lề các chị nhìn quan sát cho em nhá. Đây, các bác nhìn cho em cái chi tiết nhựa bóng này, không một vết xước luôn, cái phím bấm của nó. Đây là bọc da này, may chỉ này. Quá yêu luôn.
Con này mà các bác chê nữa thì chắc là không biết là phải mua xe mới hay là mua gì nữa. Các bác nhìn này. Vâng, phải nói là thực sự là của bền tại người các bác. Vâng, chúng ta thấy chủ cũ của ta đi người ta giữ như này thì chúng ta mua này nó hết sức là yên tâm. Đặc biệt là chiếc xe này được trang bị hệ thống âm thanh là JBL cao cấp nhá. Đấy các bác thấy. Đấy, chiếc xe này trang bị rất là nhiều tính năng công nghệ luôn. Đấy, các chiếc viền cửa gió điều hòa này, đấy, viền chrome. Ở trên này chúng ta có cái chi tiết giả da nhé và may chỉ tại điểm nhấn này. Đấy, tablo tapi rất đẹp. Các anh chị nhìn với em. Đấy, quá mới luôn. Ghế phụ cũng chỉnh điện nhé. Đây. Quay rất là kỹ rồi để các bác chúng ta có thể đánh giá cái tình trạng chất lượng chi tiết xe nhé. Đấy, các bác nào mà muốn kiểm chứng thì các bác có thể là xuống trực tiếp showroom của em Việt để có thể là xem xe, lái thử và cảm nhận chiếc Kia Sportage nhập khẩu này. Vậy thì đó là nội và ngoại thất của chiếc Kia Sportage. Bây giờ thì em sẽ mở lắp capo chúng ta kiểm tra cái khoang động cơ nhé. Vâng, vậy thì đây ạ, xin mời các bác chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới khoang động cơ với cỗ máy 2.0 của chiếc Kia Sportage. Em đang nổ máy, nhưng các bác thể thấy là máy nổ nó quá êm luôn. Và con này thì bao zin nó bắt từ gioăng dần cò nhá. Vâng, bao zin nó bắt từ gioăng dần cò, được chưa ạ? Đấy, và các bác nhìn cho em này, từ cái ốc cabo này không một vết vặn luôn nhá. Anh chị nhìn cho em từ tấm nỉ, cách gầm này, nó mới mức độ như này. Đấy, các chi tiết các bác có thể quan sát cho em. Này. Đấy, như này các bác thấy nó đã đảm bảo về chất lượng chưa? Này, ni lông còn chưa kịp bóc hết ra anh chị nhá. Đó, nó mới đến mức độ như vậy. Vâng, vậy thì chất lượng chi tiết của chiếc xe các bác đã có thể đánh giá được rồi đúng không ạ? Và với mức giá ngày hôm nay Việt đang chào bán dành cho xe này là 580 triệu đồng. Quý anh chị làm ta yêu mến quan tâm thì xin mời các anh chị ta trực tiếp nhấc máy và alo cho em theo hotline là 0947598859 để nhận được hỗ trợ tư vấn chi tiết về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc xe này anh chị nhá. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn các anh chị đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ. Và nhớ nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại kênh YouTube Việt Xe Chất.